Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn hoàn tất một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến với Nhật Bản. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo hai nước sẽ hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này bên lề hội nghị G20 diễn ra ở Osaka, Nhật Bản. Trả lời báo giới, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Nhật Bản cần xây dựng lòng tin trước khi hai nước có thể đi đến ký kết một hiệp ước hòa bình. Ông Putin mặc dù thừa nhận mỗi nước đều có quyền phòng vệ, song nhấn mạnh Nhật Bản cần phải lưu ý tới những quan ngại về an ninh của Nga. Theo ông Putin, Nga quan ngại về việc Mỹ hiện diện quân sự ở Nhật Bản, cũng như khả năng Washington triển khai quân tới một trong những hòn đảo đang có tranh chấp giữa Moscow và Tokyo. Tổng thống Nga cho rằng an ninh quốc gia của Nga sẽ bị ảnh hưởng nếu có một căn cứ quân sự của Mỹ được xây dựng ở một nơi khác ở Nhật Bản, thay thế cho căn cứ ở Okinawa. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc tìm ra một giải pháp giúp hai nước có thể chính thức ký kết Hiệp ước Hòa bình hậu chiến tranh thế giới thứ hai là một quá trình phức tạp, song cá nhân ông vẫn hy vọng điều này sẽ diễn ra như mong muốn của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.